Gì vậy bác? Cậu hút thuốc không? Con ngậm cái viết. Hả? À, cái viết. Cái viết hả? Dạ. Tưởng hút thuốc, thông cảm. Tại vì già rồi quên đem kiến, thành thử không thấy đường. Dạ. Cậu. Dạ. Hỏi thăm cái nha. Bác hỏi đi. Nhỏ lớn giờ có đi học không? Mới sáng sớm bác hỏi còn cậu buồn ghê luôn á. Không có, ý tôi hỏi là cậu học lớp mấy á? Con học tới đại học luôn á. Đại học? Dạ. Chắc chắn là biết chữ quá. Trời ơi, bác hỏi con câu dư thừa quá. Đây, con ra đây con ngồi học bài đấy. À, có tập là chắc chắn biết viết phải không? Dạ. Hay quá, từ sáng giờ mới gặp người như cậu á. Dạ. Giúp dùm. Giúp gì bác? Đây là cái lá thơ. Dạ. Còn đây là cái địa chỉ. Ghi dùm chỗ tu cho hai chấm á. À, ghi địa chỉ này vô đây phải không bác? Để dạ. Gửi cho người thân. Rồi, đây con giúp cho bác nha. Dạ bác coi đúng chưa bác? À, chờ chút. Có gì sai hả bác? Cậu. Dạ. Giúp là giúp cho chó nha. Dạ. Ghi giùm câu đó. À, ghi câu nữa phải không? Ừ, câu cuối. Rồi. Tái bút, rồi. Mở ngoặc, rồi. Nếu ai đọc không ra chữ, rồi. Xin vui lòng. Rồi. Tha thứ cho người viết địa chỉ này. Tha thứ. Hả?